chào nhà. Rất vui vì anh em đã quay trở lại channel của mình cùng với cả Côn Đập Beauty Mobile. Ok, thì hôm nay chính là ngày mà xuất hiện vòng quay. Và anh em có nhớ đầu tuần không, khi mà anh em mình có xuất hiện cái poster của cái khẩu vòng quay mới, khẩu Type 25 ấy. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ anh em đã có vòng quay của ASM10. Tôi thề luôn, nghĩ lại mấy khẩu rất là thích nhá. Mấy cái khẩu ấy có rất nhiều vòng quay nhá, 2-3 khẩu lận. Mà có những cái thằng mà không mãi mà không thấy vòng súng cam của nó đâu. Thế mới hay. Ok, thì hôm nay anh em mình sẽ cùng xem cái thằng ASM10 mới này. Thằng ASM10 cũng là một thằng hiện tại mà tôi không hề súng cam anh em, không hề luôn. Thế nên là bây giờ anh em cùng xem là nó có cái gì nhá. Vòng quay Hydro Shock săn ngay Firebreak qua biển và ASM10 đặc vụ Abyssal để chinh phục hải chính. Ok luôn. Gì đây? Vượt ngục à? Ngon. Cầm khẩu súng, ông này xong rồi đấy, ông này hỏng rồi, ông này sai rồi. Ông này sai rồi, thôi xong. Nhờn hay. Ui, cảm giác như kiểu súng đỏ ấy anh em nhỉ. Cảm giác như kiểu súng đỏ ấy nhỉ. Nhưng mà đây chỉ là súng cam thôi nha mọi người, không phải súng đỏ đâu. Đặc vụ Abyssal. Abyssal. Được thế nhở, trông giống khẩu AK-47 đấy anh em. Được cái thì ASM10 mùa này nó cũng đang được mạnh, nó vừa được búp xong, nó vừa được búp phụ kiện xong, thế nên là ok. Quả biển, Firebreak quả biển, ông Firebreak là cái ông nhảy hip hop ấy anh em. Được phết nhở, ôi. Trông ông này kiểu diêm dúa phết nhở. Đây là gì? KRM chống nước. Ui, đẹp ấy. Ở vòng quay này có vẻ đẹp anh em ạ. Đây là DE này. Ui, nó khẩu ấy không đẹp, khẩu ấy thì xấu. Khẩu này thì xấu rồi. Ôi đừng. Đây là gì? À đây là cái ấy, cái một cái nhân vật ở bên BR. Xe tải chở hàng. Ui, tận hai đồ BR này anh em. Drone hỗ trợ. Được. Nó quét gì nhỉ? Ôi rồi, biến đi. Ui. Ok, tẩu thoát, ok. Dìu chống nước này, bộ chống nước à? Sợ là có bộ chống nước ở đây nhỉ? Ok, không có gì đặc biệt đâu nhỉ? Ok, bờ, vòng ngoài anh em mình không hề có ba lô, dù bay với cả đồ bay. Được, thích, hấp dẫn. Nào bờ nhá, anh em mình sẽ bấm vào cái mà mình không muốn có nhất, đấy chính là cái này. Để triển khai 10 CP đầu tiên. Ui, cứ tưởng ở nhân vật rồi anh em, rõ ràng nó dừng lại ở nhân vật rồi á. Cú nhỉ. Không sao. Để đây có vẻ may mắn, để đây có vẻ may mắn anh em, để đây có vẻ may mắn. 30. Ơ kìa. Avatar mới nào được, vẫn để ở đây. Đến khi nào được thì thôi anh em, việc gì mình phải xoắn. Súng. Ôi. Để đây được thật luôn này. Hay nhỉ. 150. Nhanh nhẹn thôi. Test thằng ASM10 cam đầu tiên của mình. Úi giời ơi. Desperado. Cái này là bên BR anh em ạ. Không phải là cái ấy đâu nhá. Không phải là cái chuỗi điểm của anh em mình bên MP đâu. Cái này là bên BR đấy. 250. Ây chà. Mãi vẫn chưa được cái gì, cứ tưởng hôm nay mình may mắn tí rồi, mãi vẫn chưa được cái gì. 450. Hay, đây rồi, dìu chống nước. Tí mình lắp cái dìu vào nhá, tí mình lắp cái dìu vào đi, không lắp DE đâu. Không lắp cái khẩu .50GS kia đâu. Lắp cái dìu nhìn cho chất, trông có dìu ấy hơi được ấy, dìu chuyến ấy. 810 này, ủa? Cố đấy, ui, vẫn chưa được. Thế là cuối cùng anh em mình còn 3 nhân vật chính mọi người. Còn 3 nhân vật chính vẫn là 3 cái ông này. Thôi bây giờ tầm này để đâu quan trọng gì anh em. Tầm này để đâu quan trọng gì. Quan trọng để nhân vật này. Ôi trời ơi, đúng kịch bản luôn. Không sai được một ly nào luôn. Được khẩu súng thứ hai gần cuối cùng. Và bây giờ hai nhân vật chính là ở cuối cùng. Bây giờ nhá, mình sẽ dự. Mình dự mình sẽ vào nhân vật này anh em. Dự vào nhân vật này 1800 nhá, anh em nhìn nhá. Tin không anh em, tin không? Trời ơi.
nó kiểu hiển nhiên rồi ấy mọi người, nó kiểu hiển nhiên rồi ấy mọi người. Nó có gì đâu nhỉ, có gì mà khó khăn đâu, đúng không? 3.000 cuối cùng. Enen so ASM10 đặc vụ Abyssan. Nghe tên có vẻ không hay lắm nhỉ? Nghe tên có vẻ không hay lắm. Abyssan là gì anh em nhỉ? Ok ok thôi được rồi. Không phải tôi lung tung nữa, bây giờ để tôi lắp vào đã, để tôi lắp vào đã, phải tạm biệt anh Ghost này một thời gian nhá. Đi anh Ghost này một clip để lắp anh. Firebreak. Đâu rồi, đây rồi. Đây là anh Firebreak này, ông này ông nhảy hip hop này mọi người. Ông này ông tay dung nham này. Ông này nhìn cục nhỉ. Nhân vật này nhìn cục ghê luôn đấy. Nào để xem phụ kiện các thứ của thằng Cam này nó như nào nào. Đâu rồi. Đây rồi, đây rồi. Mèm. Xuôi trông kiểu máy móc nhỉ, trông kiểu đồ công nghệ ý mọi người. Trông kiểu đồ công nghệ ấy. Hay phết nhỉ, hay phết nhỉ. Ngắn á, nó ngắn thì tăng cơ động mà, nhưng mà nó sẽ hơi giật nha mọi người. Nếu mà anh em lắp cái nòng này, anh em sẽ bắn hơi giật một chút, nên anh em có thể lắp nòng này này. Cái nòng này nó sẽ dễ bắn hơn nhá. Ok, thôi được rồi, bộ này là chuẩn rồi đấy. Ui, trông mình như kiểu trong cái phim Star Wars hay Starcraft ấy nhỉ. Kiểu Star Wars vai trưởng ấy, kiểu ui. Nhìn này, đẹp thật sự ấy. Ôi, bây giờ tôi nhìn kỹ tôi mà thấy ông nhân vật này nó đẹp anh em. Quả nhân vật này hơi bị được nha, quả nhân vật hơi bị được nha. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ vào trận luôn để thử xem, test xem cái thằng ASM10 nó có đẹp không, nó bắn hiệu ứng các thứ của nó như nào. Ok không? Ok nhá, bây giờ thì không nói nhiều nữa, let's go. Ok, trận đấu bắt đầu luôn anh em ơi. Anh em mình đã sẵn sàng chưa nhỉ? Anh em mình sẵn sàng chưa? Rồi, trông tôi như siêu nhân luôn thật. Trông tôi kiểu, trông giống nhân vật trong Star Wars anh em nhớ. À, đặc vụ Abyssal. Ồ, trông được phết này anh em. Ơ khỏi, trông được phết này lâu lắm rồi tôi mới thấy ông khẩu có skin trắng ấy. Nó có cái thêm màu trắng ấy. Úi dồi, hello, hello. Ui, đông ấy, ui, đâu ông đằng sau. Tôi định xử lý lại ông đằng sau trước, xong rồi tôi lướt lên, tôi quay lại, tôi bắn nốt ông đằng sau mình. Đấy, anh em hiểu không? Quả highlight luôn, nhưng mà không được. Nhưng mà không kịp, hơi khó. Mà rồi, không sao hết, không sao hết mọi người. Việc gì phải xoắn ở đâu, 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 để tôi, ông, ui dồi, ui, ui, màu vàng này, tói vàng này mọi người. Tiếp nào, ôi, ơ kìa. Chơi được cái thế nhỉ? Thật đấy, trọng khẩu ở trong rất trọng khẩu skin thần thoại nhá. Trọng skin đỏ luôn. Bây giờ ra đây ông ra đây, ông nhờ này nhỉ. Ui, ra đây rồi, cháy đỏ. Đấy, lâu lắm rồi anh em. Anh em có để ý không? Rồi tính là ông phải xử xử lý. Ông sao? Rất là lâu rồi anh em mình có một cái khẩu mà skin cam là có cái vệ tinh bay bay này này. Như kiểu thằng ong này hay là thằng còn đai ấy. Em nhớ. Nhờn, nhờn. Ôi, được chưa, nhờn. Ờ kìa. Cái này bắn lỗi kìa, mới lâu lắm rồi mới có thêm cái hiệu ứng của vệ tinh bay bay này. Nhiều anh em không thích cơ, nhiều anh em bảo nó vướng ấy, mà tôi thấy nó hay mà. Thấy kiểu bay bay này vui phết ấy. Trông nó kiểu có cái gì đấy hỗ trợ mình. Đây, có tiếng chân này, hết lộ, thế là không? Ủi công nhận đấy, thằng ASM10 mùi nước bút cơ động ấy, lên ngắm nhanh ấy. Cho nên là khi anh em mình lắp cái nòng này vào bắn thích thật. Không biết là không. Sao lại biết nhỉ? Quả đấy là mình tính toán là mình trốn trong đấy là người ta không biết đâu. Nghe tiếng chân đùi cười, ai ngờ lại biết. Ô khẩu này đẹp đấy mọi người, khẩu này tay khỏe này. Nhưng mà tôi không thích của cái khẩu này anh em nhìn nhá. Đấy, cái hiệu ứng hạ gục của nó hơi bị mờ nhạt quá. Còn cái màu sắc như này thì đẹp thật. Chạy vào đây như này. Đấy, anh em thấy không? Cái hiệu ứng hạ gục của nó rất là bình thường ấy. Nó chỉ là đá vỡ vụn thôi à. Nó không có gì quá nổi trội. Cái màu này đẹp thật. Úi dồi ôi. Ôi alo. Úi dồi ôi, ông khác này. Nhồn hết. Ngon ngay. Ngon ngay. Đâu nữa, hế lộ ông. Đâu nữa, alo. Còn không. Được, quả trông đẹp đấy. Mỗi tội là hiệu ứng hạ gục hơi mờ nhạt thôi. Còn lại tổng thể thì được đánh giá 8 điểm. Đánh giá 8 điểm cho một skin cam. Nhưng mà anh em phải công nhận là cái skin cam cũ của thằng ấy thì người, cái thằng dung nham ấy. Thằng dung nham đẹp hơn nhiều nhỉ.
Tôi thích cái thằng dung nham hơn, nhưng mà chưa có cơ hội anh em ạ. Chưa có cơ hội cho thằng dung nham đấy. Không sao, bù được bằng cái thằng này trông vẫn ok, vẫn gọi là đẹp luôn. Chẳng có vấn đề gì cả luôn. Nhỉ? Cái vòng mới thì nó chỉ thế thôi anh em. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà như thế này, có khi mùa sau anh em mình lại là kiểu cái pedal pass đó, là kiểu người ngoài tinh này nhỉ. Hay là người ngoài hành tinh này thì lại buồn cười. Còn nữa, alo alo. Rồi rồi, tập trung bắn nhá, tập trung bắn nhá. Bây giờ nói hơi nhiều, nói hơi nhiều. Nói không nhỉ. Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Ở đây, quẩy một chú chó chạy đến đúng mình nhà mạng cuối cùng, cắn xong chết luôn. Khổ thế nhở, lái drone này, lái drone này. Lái giữa đường không? Lái giữa đường thế không? Đói, ôi dồi ôi. Vừa đặt được khẩu súng xong quay lại ăn mấy chục viên đạn vào mồm. Không kịp phản ứng luôn, không kịp phản ứng gì cả. Sao hết không thấy? Đây rồi, tôi thấy rồi nha, ông bà ơi. Đây, chạy bên này này. Ôi, ông ơi, chạy kiểu gì đấy không? Chơi kiểu đấy. Ôi, mất bê luôn, mất bê. Ông đầu tiên này, ông thứ hai đâu. Nhờ, làm to lắm, không phải xoắn. Đây rồi, tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy rồi. Quá, trời ơi, đông quá, không kịp xử lý, anh em không xử lý được. Pha đây nó đông quá, mình phải từ từ thôi, những pha nào 2-3 người thì mình có khả năng mình chơi được. Bây giờ tận 4-5 người làm sao mà mình bắn được. Tôi phải siêu nhân đâu, tôi phải thần thánh siêu nhân đâu, tôi chỉ là người bình thường thôi. Alo, đâu ý chủ, tôi chẳng sợ súng máy đâu, nhưng mà nhìn cái súng máy ở đây có vẻ là nguy hiểm anh em. Thế nhà của bom hút khổ. Ui hay, được trôi đấy, trả thù thế phải ngon không? Đôi mạng ngược ngay. Ôi đây, mà mình đi bắt được này, cái gì cũng đông, anh em tin không? À đây này, hài ông này, cái gì vậy? Đông thứ ba không? Có, thôi. Máy bổng hay, đấy ông thứ ba. Ui, đừng nha. Bịt tường này. Phải không? Ở đây rồi, đây rồi, chứ còn gì nữa. Ui, từ từ nha. Thế đâu ông, thế ông khác này. Ông kìa, chúng máy đuôi luôn, thấy không? Leo. Cái chưa, tôi tính cả rồi. Ui. Sao mình bên này, người ta vẫn hồi sinh bên này, cách thế nhở? Khổ vãi. Cái kiểu một đống thôi à, mình không kịp làm gì luôn đây. Không kịp luôn, ôi giời ơi. Khổ bắn ra nó vẫn bị rung, khó chịu lắm. Nó không thể êm được như kiểu thằng VAL hay là thằng MK2 đâu anh. Nó chỉ được cái đạn to thôi. Nhá. Ok à, ở đây rồi. Ông không nhìn thấy tôi à, trời ơi. Tầm đấy, bắn nhanh vèo không à. Phiêu ngay có mạng. Đâu hết rồi, đâu ý kìa. Lỗi thế nhở, thua mất rồi. Tầm này có khi lại thua đấy anh em. Đâu đấy. Ui. Thua luôn. Ok thì thôi, chắc clip này của mình đến đây gần như là kết thúc rồi. Thì đây chính là thằng ASM10 cam thứ 2, đặc vụ Abyssan. Đấy, trông nó gọi là được ấy. Kết hợp với con nhân vật này trông nó hợp thực sự anh em. Hợp thực sự, gọi là bộ đôi hoàn hảo đấy. Ok thì rất cảm ơn anh em đã xem đến hết clip này. Và nếu mà anh em thấy clip về nó hay hay nó có ích thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe bên dưới để mình có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều clip nữa cho anh em xem. Ok không? Ok nhá, bây giờ thì lời cuối rồi. À, tạm biệt cả nhà nha.